Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, trong thời gian qua, sử dụng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp đã trở nên quen thuộc với bà con nông dân. Với việc sản xuất ngày càng được hiện đại hóa, đòi hỏi những nhà kính cần phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng cũng như tối ưu hóa được ánh sáng phía trong nhà kính, từ đó nâng cao chất lượng nông sản. Màn nhà kính khuếch tán ánh sáng hiện là một trong những sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của nông dân toàn tỉnh. Vậy sản phẩm này có những ưu điểm gì? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Lâm Đồng hiện có hơn 4.000 hectare nhà kính, trong đó gần 2.100 hectare sản xuất rau và gần 2.000 hectare sản xuất hoa. Đã mang lại những hiệu quả vượt trội về chất lượng nông sản cũng như phòng trừ sâu bệnh so với trồng ngoài trời. Tuy nhiên, Đà Lạt Lâm Đồng là địa bàn có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa tại đây thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm địa phương có lượng mưa lớn, thời gian mưa kéo dài, có khi lên đến gần cả tháng trời không có nắng. Vì vậy, đã gây nên tình trạng bám bụi, mốc meo, tạo nên những mảng đen trên nhà kính. Điều này ảnh hưởng xấu đến năng suất chất lượng cây trồng. Ngược lại, vào mùa nắng, thời gian nắng trong ngày dài, cường độ nắng cao, cả hai xu thế thời tiết trên đều ảnh hưởng không tốt đến quá trình canh tác nông nghiệp. Cái sự quang hợp thì nó không có, thì khi nó mốc meo rồi thì đương nhiên nó không có, thì giống như là nó bị che mất, nó đấy rồi mà tất cả các cái cây cối nào nó phải cần cái sự quang hợp, thế mà nó không có thì đương nhiên bị ảnh hưởng rất lớn tới cây cối. Giống như là một tháng này ấy, thì cái lượng bông nó bị mưa nhiều quá rồi thì cái nhà kính nó bị vậy, cho nên là nó không bông, nó rất là ít sản lượng. Các nhà sản xuất đương nhiên là có một cái chiều hướng nào đó để tạo cho nông dân cho nó có những cái loại ni lông tốt, hoặc là nhà nó chống lại được những cái thời tiết ấy, thì nói là đấy là ở nông dân tôi rất là mong đợi điều đấy. Trước thực tế trên, để khắc phục những khó khăn nâng cao hiệu quả sản xuất, đòi hỏi một giải pháp công nghệ tìm kiếm một sản phẩm màn nhà kính có khả năng khuếch tán ánh sáng, nâng cao giá trị sản xuất. Các nhà sản xuất của công ty cổ phần bao bì Sài Gòn Sabaco kết hợp với tập đoàn Barut đã nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm màn nhà kính có khả năng khuếch tán ánh sáng dựa trên công nghệ độc quyền Bostar. Nguyên vật liệu Bostar bao gồm chuỗi phân tử kép được sản xuất ra từ quy trình polymer hóa, đặc biệt thông qua chuỗi lò phản ứng, với tính năng vượt trội như tiếp nhận, chọn lọc và phân tán ánh sáng đến cây trồng với hiệu quả tối ưu. Qua quá trình nghiên cứu, sản phẩm màn nhà kính khuếch tán ánh sáng cho thấy sự phát xạ nắng bằng sự phản chiếu ánh nắng cộng với khả năng hấp thụ ánh nắng và mức độ phân tán ánh nắng. Phát xạ ánh nắng đồng nghĩa với việc ánh nắng phân tán không bị tác động trực tiếp bởi sự phản chiếu ánh nắng và khả năng hấp thụ ánh nắng. Ánh nắng rất cần thiết cho mùa màng và chất lượng ánh nắng càng quan trọng hơn. Nếu mất đi 1% ánh sáng từ màn nhà kính, đồng nghĩa với việc giảm 1% năng suất. Ngược lại, mức độ hấp thụ ánh nắng tác động lớn đến nhiệt độ cây trồng. Bởi vậy, quá nhiều ánh nắng sẽ làm cháy lá và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng mùa vụ. Do vậy, với màn nhà kính khuếch tán ánh sáng sẽ giúp cân bằng ánh sáng trước khi cây trồng tiếp nhận, tránh tình trạng quá thừa hoặc thiếu ánh sáng. Công nghệ này có tính năng khuếch tán ánh sáng để làm cho cái ánh sáng được phân tán ra rộng rãi hơn và tạo cho cây trồng trong nhà lồng, nhà kính có năng suất cao. Bà con nông dân mình trồng sẽ có được cái sản lượng và chất lượng trái đạt được cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Cái bên cạnh đó cũng có khả năng là chống động sương, chống bám bụi, và cái chất lượng màng nó cũng có tính ưu việt là nó bền dai theo thời gian tốt hơn so với những cái sản phẩm màng hiện hữu khác. Khi mà cái sản phẩm thực tế đưa ra cho bà con trồng trọt làm thực tế thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ với giá cả cạnh tranh hơn so với các cái sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Màn phim khuếch tán Bostar đã đưa vào ứng dụng thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc và cho thấy chiều cao, năng suất, chất lượng cây trồng đều tăng so với khu vực sử dụng nhà kính thông thường. Cần phải tiếp tục là hoàn thiện một số các cái công nghệ, trước hết về cái màng phủ mái, thì đây là cái yêu cầu đặt ra. Chúng ta hiện nay không phải chỉ là để che mưa mà chúng ta phải giải quyết cái bài toán về kỹ thuật. Trước hết là gia tăng được cái hiệu ứng sử dụng ánh sáng ở trong nhà kính. Trong cái sản xuất thì chúng ta cần phải thay đổi cái hệ thống cái màng phủ để đáp ứng được cái yêu cầu về cái nhu cầu về cái ánh sáng, đặc biệt trong cái mùa mưa là cái mùa mà cái ánh sáng đối với cái quang hợp của cái cây trồng rất là thiếu. Vì vậy cho nên là việc mà giới thiệu thêm một số các cái công nghệ mới như là công nghệ màng phủ có cái hiệu ứng khuếch tán ánh sáng thì là một cái nhu cầu cần để giúp cho các cái trang trại và chúng ta thay đổi các cái màng phủ ni lông hiện nay để giúp cho cái năng suất, cái chất lượng cũng như là cái cây trồng của chúng ta phát triển đạt cái hiệu quả tối đa. Thời gian tới, thông qua sự kiểm định của ngành chức năng, nhà sản xuất của màng nhà kính khuếch tán là công ty cổ phần bao bì Sài Gòn Sabaco và tập đoàn Barut sẽ hỗ trợ nông dân màng nhà kính khuếch tán ánh sáng, xây dựng mô hình đối chứng và tiến tới nhân rộng mô hình trong sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, nhằm nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng cây trồng tại địa phương. Bà con và các bạn thân mến, thời điểm hiện tại, bà con nông dân trồng ớt chuông đang trúng vụ vì giá ớt tăng cao. Tuy nhiên, cùng với niềm vui được mùa là nỗi lo dịch bệnh tấn công. Trong thời điểm khô hanh như hiện nay, bọ trĩ là đối tượng phát sinh mạnh mẽ nhất. Vậy làm thế nào để có thể quản lý loại côn trùng này? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ớt là một loại cây rất dễ trồng và phù hợp với khí hậu Lâm Đồng. Rất nhiều người đã chọn ớt làm loại cây trồng để làm nguồn thu nhập chính bởi vì ớt mang lại kinh tế cao. Tuy nhiên, loài cây nào cũng sẽ bị sâu hại làm hỏng đi những bộ phận trên cây. Trong đó, bọ trĩ được xem là loài côn trùng phá hại mạnh nhất trên cây ớt, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô. Bọ trĩ là loại sâu hại rất nhỏ và mảnh mà chỉ nhìn thấy rõ nhất nhờ kính lúp. Thiệt hại chủ yếu gây ra bởi bọ trĩ cho cây ớt là trung gian truyền virus héo đốm cà chua. Virus chỉ có thể được mang đi bởi bọ trĩ ở giai đoạn non, trong khi việc truyền bệnh từ cây sang cây chủ yếu xảy ra do bọ trĩ trưởng thành. Bọ trĩ trưởng thành có thể truyền virus trong cả phần đời còn lại của chúng, mà có thể kéo dài từ 30 đến 45 ngày. Mật độ bọ trĩ cao có thể gây thiệt hại, làm cho lá quăng và méo mó, hoa biến dạng và tạo nên những vết từ trắng tới bạc trên lá đang nhú, thường có những vết bẩn đen nhỏ trong đó. Cái con bọ trĩ rồi bột phấn rồi như vậy là khi nó vô quét cái bông á là cái trái nó sẽ bị méo đi. Nên vì tôi cũng là dùng những cái thuốc của hãng Syngenta để là trừ diệt là với cái phòng chống là giống như là đi lơ mùng xung quanh để là hạn chế những cái con trùng bay vô trong vườn. Nếu có thể tránh trồng ớt cạnh các ruộng hành, tỏi hay ngũ cốc, vì bọ trĩ thường tụ tập đông ở những cây trồng này. Ngoài ra, tránh những ruộng gần các nhà kính, nơi trồng hoa, vì những loại cây này cũng là vật chủ cho bọ trĩ và virus mà chúng lan truyền. Sử dụng các tấm phủ phản quang đầu vụ để xua đuổi bọ trĩ. Đặt các bẫy dính màu vàng nhằm theo dõi riệp ruồi trắng và rầy cà chua, ghẻ lá vàng và theo dõi sự di chuyển của bọ trĩ. Ngoài ra, áp dụng biện pháp hóa học là cần thiết. Hiện nay các đối tượng dịch hại đang ngày càng phát triển mạnh mẽ đến các loại cây trồng, đặc biệt là tình trạng bọ trĩ phát triển trên cây họ cà như là cà chua hay ớt chuông, làm trùng đọt cũng như là lây truyền virus gây tình trạng xoăn đọt. Với sư ạ, hiện nay thì đối với bọ trĩ thì thời gian nào là loại đối tượng côn trùng này phát triển mạnh mẽ nhất ạ? Cảm ơn chị Anh. Thưa bà con, côn trùng gây hại hiện tại là gây hại rất là lớn trên cây họ cà như là bọ trĩ, bọ phấn. Những loài côn trùng này thường phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn trời nắng khô và giai đoạn giao mùa thì phát triển rất mạnh mẽ. Nó là côn trùng vật trung gian để nó lây các bệnh như là vàng lùn xoắn lá. Vậy thì với đối tượng côn trùng này thì chúng ta phải phòng trừ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một biện pháp phòng trừ tổng hợp để phòng trừ hiệu quả nhất đối với côn trùng gây hại trên cây họ cà. Thì đầu tiên, nếu bà con có hệ thống nhà kính, nhà lưới, đó là điều kiện mà hạn chế là tối ưu nhất đối với loại côn trùng. Về biện pháp còn những cái biện pháp như là dùng bẫy vàng. Và điều quan trọng nhất là đối với khi canh tác cây ớt hay cây cà thì điều kiện là cắt cành tỉa lá làm cho trên vườn cây thông thoáng. Đó là một trong những biện pháp còn hiệu quả làm cho côn trùng, hạn chế được côn trùng. Về biện pháp hóa học thì hiện nay để phòng trừ là tổng hợp hiệu quả nhất thì Syngenta có sản phẩm là Minotostat. Thì đối với khi sử dụng Minotostat thì bà con có thể phòng trừ tổng hợp được các là bọ trĩ, nhện đỏ và phòng trừ được các loại bọ phấn gây hại trên ớt. Thì với sản phẩm Syngenta thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên dùng liều lượng một gói 20g với bình 25 lít. Thưa kỹ sư, đối với sản phẩm Minotostat mà kỹ sư vừa mới giới thiệu thì chúng ta có thể sử dụng ở mọi giai đoạn của cây trồng hay là như thế nào, và sau thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ có hiệu lực ạ? Đối với sản phẩm Minotostat thì bà con sử dụng được trên mọi giai đoạn của cây trồng và bà con nên phun theo định kỳ, và sản phẩm Minotostat có hiệu lực kéo dài thì khuyến cáo bà con là phun luân phiên với các dòng thuốc khác. Thời gian cách ly của sản phẩm này là bao lâu, và làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái độ an toàn của các loại cây trồng khi mà sử dụng các sản phẩm thuốc ạ? Đối với sản phẩm Miratoceta thì trên cây ớt là thời gian cách ly của sản phẩm Miratoceta là 7 ngày. Thì đối với thời gian cách ly 7 ngày thì khi chúng ta phun phòng đến thời gian thu hoạch thì là đảm bảo an toàn đối với cây ớt khi thu hoạch. Xin cảm ơn chia sẻ video của kỹ sư. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện nhà nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.